channel của mình. Mến dấu ngựa, dịp thân trở lại. Tập 1 phần 8, liền phân bộ nằm dưới phần mô tả nhé. Âm Sơn Lão Phù là vô cùng hung tàn. Hơn nữa công pháp mà hắn tu luyện là rất ác độc, chuyên ăn tính huyết của trẻ con sơ sinh. Mà nói chung, chỉ bằng ăn tinh huyết của trẻ sơ sinh, ta liền phải chờ chết hắn. Cái tên lão vù này có tu vi gì vậy? Sao trước đây lại không có ai xử lý hắn? Không minh cạnh bác trọng. À, cáo từ tạm biệt. Này, ngươi đừng có đi chứ. Khổng minh cảnh bác trọng. Ngươi đùa ta sao? Ai chúng ta không phải chỉ bị hắn làm thịt thì sao chứ? Muốn đi thì ngươi đi đi. Một mình đi ta còn phải ôm vợ con của ta nữa. À, con có trợ thủ thông minh cảnh lục trọng mà. Cộng thêm hai chúng ta thì liền xử lý được hắn rồi. Khổng minh cảnh lục trọng có vẻ được đó. Đến đây. Người sao vậy? Người mù rồi sao? Đương nhiên là bị người khác đánh rồi. Kế nào đánh vậy? Ta liền đi mời hắn một ly. Chờ tiệc. Ngươi đừng có mà hổng hách. Ngươi mới là kẻ hổng hách đấy. Ồ. Nè. Làm quen một chút đi. Để ta giới thiệu cho. Cái tên toàn thần cơ bắp này chính là lão đại của Hắc Long Trại ở Nam Yểm Đại Trạch, được người Nam Yểm xưng là Ngô Tam Pháo. Còn về con hàng này hả, cũng khá lợi phồn đấy. Tiểu tử này, việc con có hàng này đi, nhờ kỹ là chú ý tới bảo vật của mình. Lúc mà hắn muốn mượn bảo vật thì tốt nhất đừng có đưa cho hắn mượn. Hắn từ trước đến nay mượn đồ không bao giờ trả. Ồ, nè, ta nói không phải là các người còn có một người giúp đỡ nữa sao? À, người không phải ở đây đã rồi sao? Người hỗ trợ đâu? Anh đừng nói với ta là đi một tìm một tình lên nước cảnh đến hỗ trợ đó nha. Nhìn thấy một thường thương tích này không? Là tiểu tử này đánh đấy. Con trận lôi kiếp có một trong hai ngày hôm qua thì do tiểu tử này được tới rất là ngu đó. Ồ, là người đến sao? Tốt. Nào, ngươi thử đánh ta một chút xem sao. À, cái này không tốt lắm đâu. Người đánh hắn thế nào thì cứ đánh ta như vậy đó. À, đưa thôi. Ây da. À, có phải là ta ra tì hết nàng rồi không? Ây da. Nhìn thấy không? Đó chính là âm sương. Âm sương là vụ mỗi 10 năm dưỡng huyết một lần. Và ngày nay thì tu vi đã tạm thời lùi xuống một bước, không minh cảnh bát trọng. Mà lúc dưỡng huyết tối kỵ nhất là có người quay rầy, cũng tối kỵ là việc động tay chân nguyên, cho nên chúng ta phải ra tay thật mạnh. Trong trạng thái suy yếu như vậy, liệu hắn ta có mời viên thủ không? Hắn rất tự phụ, con tiếc rằng ở đây không ai dám khiêu khích hắn. Hơn nữa còn về bí mật ngũ thể linh tham quả thọ, hắn sẽ không cho người khác đến gần âm sơn. Bên trong âm sơn có rất nhiều đại trận trù sát. Trong tay hắn thì nắm giữ một loại trận đồ sát trận. Mà trận đồ sát trận này rất là bá đạo, đánh bất ngờ không kịp phòng bị, cho dù là cường giả không minh cảnh cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Cha, hai người không phải là mới đến lần đầu tiên đi chứ? À, đến vài lần rồi. Vài lần đầu tiên bị sát trận kia đánh cho về. Nhưng mà lúc này chúng ta đã chuẩn bị kỹ rồi. Ta tìm hiểu suốt 8 năm rồi, cuối cùng cũng nghiên cứu được truyền đỡ sát trận đó. Ta 80 năm. Người ta sự là vì trộn đồ mà hạ cả gốc vốn gốc hả? À, tôi nói này lão già, biết quá nhiều thứ lý lịch của lão như thế nào vậy? Ngươi đừng có thấy thì ngươi đánh hắn mặt mũi bầm dập như vậy mà làm tưởng trước kia hắn chính là chuẩn thiền cảnh đó. Chẳng qua cảnh giới bị hạ xuống thôi. Chuẩn thiền cảnh. Đi. Lão vua âm sơn ở ngay ở bên trong, còn cho cái gì nữa ra tay thủi.
Lão quái đi ra nhận lấy cái chết đi. Tài ớt lại là người à? Má có người đâu không có giá trị như vậy sao? Chính là vì bạn người không đáng giá nên mới tới đây đỡ lấy linh tham quả. Dù thế nào thì chính người tự mình giao ra đây, hay để chúng ta tự mình lấy đi. Chỉ bằng mấy người các người sao, tính lại đi. Chèm gió thì có tác dụng gì chưa? Đỡ tà mỡ. Ấn thượng. Đỡ đẹp lắm. Thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa cứ tự chui đầu vào. Địa ngục cũng bà và người, nếm thử bảo lốt quyền của già già đi. Ây da. Làm đẹp lắm. Tưởng ngươi như thế nào? Ồ, miệng còn hồi sữa. Dám làm ta bị thú. Các người đều chết hết đi. Ôi, y áp mạnh quá. Lâu quái, xem ra không tồn tại. Xem ta không tồn tại sao? Thiên địa vô cực, huyền tâm đạo pháp, chư trận nghe hiệu lệnh. Đi. Thái ất lão nhân lại dám động vào trận pháp của ta sao? Đù sát cho ta. Kháng lung. Tiểu tứ này mạnh quá. Chiến lực lĩnh hư cảnh này từ đâu? Ây da. Ăn một kiếm của ta. Ăn một đạo của ta. Hôm nay ta phải giết ngươi. Cẩn thận. 338. Dám tí ra linh hồn bốn mệnh ngay trước mặt ta, tìm chết. Do chờ người nắm thử môi vị công kích âm bà của lão tử còn lông thiên nộ. Tiêu tập chúng, ta phải phân tay người thành chóng mến. Thì từ à, cùng nhau chơi lớn một phen đi. Được. Ây da. Ôi, hai tên này đúng là súc sinh mà. Hắn lại cưỡng chế tụ huyết sát lại. Các người đều phải chết. Ta nói này, chúng ta còn đánh nữa không? Mà cái chết tên này mạnh vãi. Mà đã chứ, liệu gì hắn chân dương lối điện. Trận hỏa chiến thôi. Ta có phải có nên làm chút gì đó không ta? Trôi mắt quá. Đây chính là ngũ thải sinh linh quả. Một quả có thể tăng lên 50 năm thọ mệnh. Ăn hết hai quả này ít nhất cũng phải kéo dài tới 80 năm thọ nguyên. Hai quả này nói như đều là của ta, không phải là quá ngon rồi sao? Thì đờ mờ, người đi đâu vậy? Mau tới. Hả? Thì báo hại nhà người, thời khắc quan trọng lại làm hỏng chuyện. Tới đây. Cơ hội tốt. Thiên lôi màu đen, hắc kim, kim sắc chân hỏa.
là giờ ngày chết của ngươi đã tới rồi. Tần hóa lôi đình nhất tiễn cách thế. À không không không. Ây da. Ôi tiểu tử này, tiểu tử à, người chơi giấu kỹ đấy. À, nơi còn phải hắn đền nổ mạnh hết đà thì ta không thể nợ một tiền dược hắn. Nếu như ta không nhìn nhầm người chính là dịch thần ở Nam Sở hay nhà Tông. Ồ ông biết nhiều đấy. Xì, có đến sở này rồi biết. Ông thấy còn là bí mật được hay sao? Theo như ta biết thì ngươi đã chết rồi mà sao người. Xì, bí mật ta còn sống. Nếu như có người tư tự biết được, đừng trách ta trở mặt đó. Tò mò hỏi chết mèo, chúng ta vẫn nên đừng hỏi nữa. Nhanh chóng đi hai quả đi. Đã nói là ba quả mà, sao bây giờ chỉ còn có một quả thôi? Hả? Nhìn ta là cái gì? Ta đã từng vào rồi nhưng không hái quả nào hết. Nè, ta thực sự không có hái mà. Cái sao tiếp đi. Hồi ta không có sao mà, ta thực sự không có hái. Hả? Hồi đợi cái gì vậy? Mày kịp lại dắp cướp đồ của lão tử. Đứng lại cho ta. Mà nó chưa được đó, ta bắt được ngươi. Đồ của lão tử mà không dám cướp, gây sự à. Mà kết được cái cháy, bắt được ngươi, ta sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của ngươi. À, hay cuối cùng cũng đi rồi. Nè, lòng già, ta muốn đưa ngũ thải linh tham quả hết tụ đi có cách gì không? Vậy phải xem người đưa đi kiểu gì. Đưa đi thì là đưa đi thôi, chứ còn cái gì. Phí lời, người vẫn chưa mở được tiêu thế giới cơ thở, muốn đưa đi rất có thể sẽ bị khô héo ngay lập tức, căn bản là vô nghĩa. Nếu muốn đưa nó đi thì có thể rút thù linh của nó đi, dù sao thì rút thù linh đi thì thứ này cũng chết luôn. Ôi mà nó vậy chỉ có thể rút thôi. Rút thù linh rồi có lẽ có thể kéo dài thêm 30 năm tuổi thọ. Còn thơm sinh linh quả có thể kéo thêm dài 50 năm tuổi thọ nữa. À, như vậy không cần lo lắng về thọ mệnh trong tương lai gần rồi. Hả? Đó là cái gì vậy? Truyền tống trận tự nhận. Truyền 7-8 dặm chắc không thành vấn đề chứ. Hay ta là chứ, có chuyện mà ta không biết được sao? Lòng già, ông biết làm tọa độ không gian không? Ngươi dùng linh khí kích phát truyền tống trận đi. Ta sẽ dạy ngươi dùng ý niệm khách tọa trận không gian. À tối nay, tối nói này có đáng tin hay không đây? Ngươi đang nghi ngờ ta. À không dám, không dám. Oán khí nồng đậm quá. Mà kịp đuổi theo cả nửa ngày là biến mất rồi. À, tốc độ cũng nhanh thật đấy. Hả? Đây là... Tiền thầy chú. Người này là ai? Người có đường mà thôi. Xinh đẹp đấy. Được cái sao nữa, con có tâm trạng mà nói cái này à? Tên dịp thần thì tự kìa nhất định đã hái ngũ thể linh quả tham rồi. Đã tập bắt được hắn thì nhất định sẽ đánh hắn rồi bà. Mò kịp, vì bao nhiêu công sức mới xử được lão vù quái. Không thích tay không mà quay về, ít nhất cũng phải nhổ ngũ thái linh tham quả thù kia đi. Tập 339. Cây đâu? Ôi mà nó, cây cũng bị rút đi rồi. Vì toàn cái tay khốn, ta phải giết ngươi. Ai, quý cha. Ai, ông dám chơi đéo tiểu gia sao? Chơi đéo ngươi, ta chơi đéo ngươi lúc nào chưa? Ông không chơi đéo ta, vậy thông đạo không gian sao lại nửa đường sụp đổ chứ? À, phương pháp ta dạy ngươi không có vấn đề, mà thông đạo không gian là do chịu sự quấy nhiễu của một sức mạnh nào đó, nó mới đổ về. Quả thật ta cũng thấy được một sức mạnh cường đại lúc ở trong thông đạo không gian.
À, nơi này coi có chút quỷ gì. Thôi phải nhanh chóng đi mới được. Hả? Ui, cái đậu xanh quá quỷ gì rồi. Ở đây lại không bay được. Thôi, hơn nữa cứ ở nơi đây một lát thì tinh khí trong cơ thể lại mất đi một phần. Mà nó chưa chắc nơi này không phải là lõm mà một trong ngũ đại cấp địa đại sở đó chứ. Hiện tượng quá dị như vậy 8 phần là hoang mạc rồi. Ngũ đại cấp địa đại sở, thần quật hoang mạc, viền hải vô vọng, đại trạch u minh di cốc, mà hoàng hà là nơi quỷ dị nhất ở trong số đó. Mấy nghìn năm nay phàm là người bước vào hoang mạc chưa từng có người nào sống sót đi ra. Dạ thôi tiêu rồi, bị các đức liên kết với long gia rồi. Cấm đi hồ mạc quá quy gì rồi, lại các nước được và liên lạc chính phần tầng bị bọn tù không thể hấp thụ được tình nguyên đại địa, cũng không liên hợp được với lòng già. Lần này phiền phức lớn rồi, đã ta xem thử rốt cuộc có hiện cơ gì không nào. Lại không có dò được bên dưới, hơn nữa tinh khí cũng không ngừng mất đi. À, không có đủ linh khí, hơn nữa sẽ bị tiêu hao chết ở nơi này thôi. Nơi này còn không thể ngự không vi hành được chứ. Hồi đứng yên thì tinh khí cũng sẽ bị biến mất. Mà đã chạy cũng phải chạy ra ngoài. Thì tử có xuống không? Có liên quan tới diệt thần thì có kết cục như vậy đó. Ta là quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Chết tên mời rồi mà còn cứng mồm. Lên đường đi đại ca ca, ta tới tìm quân đây. Trong khi đó ôi mà nói chứ chẳng trách nơi này lại còn được có lực cấm địa, điện khí mất cũng quá nhanh rồi. Nếu như không có đủ tình nguyện linh lực bổ sung, cho dù là cường giả cùng mình cảnh cũng phải tiêu hao mà chết ở đây mất thôi. Hy vọng có thể đi ra ngoài hoang mạc này trước khi linh khí tiêu hao hết. 3 ngày sau, quay trời trời muốn gì tại sao? Quả nhiên còn không đi được nữa rồi. Ý đó đó là tử tử huyễn, đưa đưa ta qua đó. À ôi, đây chính là cung điện bên trong hoang mạc sao? Trong hồ mạc sao lại có cung điện chứ? Nơi này cũng quá lớn rồi, rốt cuộc nơi này lớn thế nào chứ? Hả? Có linh khí từ bên này bay ra. Đây là cái gì? Nơi này còn có tế đàn ư? Linh khí tinh thuần như vậy, đây là thật là vô cùng kỳ lạ. Bây giờ là ban ngày mà sao có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không? Dạ. Cửu tình thiên thần quyết, cửu thiền thiên thần quyết, bí pháp hấp thụ lực lượng tinh thần, mà lực lượng tinh thần đó lại có thể luyện hóa thành linh lực tinh túy. Thật là ông trời không được đường có người mà. Có lực lượng tinh thần đồng nghĩa với việc có linh khí vô tận. Lần nào xông ra khỏi sa mạc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thái cổ phân thân hiện tất cả đừng có lời nữa cho ta. Có thể ra ngoài hay không phải dựa hết vào các người đó. Chạy nào, tự tình giống như là viên khói.
Diệp Thần Hà rốt cuộc viên sao đố là người sao? Ba tháng sau. Ôi mà nữa chứ, tận 3 tháng rồi. Lão tử cuối cùng cũng nhìn thấy được màu xanh rồi. 3 tháng trời chạy trên sa mạc. Ây da. Thì huyết điện các người thật là bị ối dấu sĩ. Không sợ. Tớ là quỷ cũng sẽ không tha cho người. Tớ sợ quá. 339. Có trách. Tí trích tiền tông gia các người không biết thức thời, ngu tri vô sĩ. Cuối cùng. Ôi cuối cùng. Hả? À, lão tử cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Mà nó chứ, lão tử cuối cùng cũng ra ngồi rồi. Ủa, gì vậy? Ủa, à, xin lỗi nha. Các người cứ tiếp tục đi. Người sao lại đi ra từ sa mạc? Hả? Sao lại đi ra? Ta có tỷ cái chuyện, đương nhiên là tự đi ra. Câu hỏi mà người hỏi thật sự là khốn kiếp. Ta thấy người là chưa thấy quá một tài chưa đố lệ. Hả? Người có bệnh à? Mờ kim. Ta bây giờ thấy rất mệt như chờ, không muốn đến nhậu đầu. Ngồi ngón khai ra, người làm sao mà ra ngoài được? À được rồi, ta ngồi ngón khai thật nè. Người, có con bà nhà người đi. Ây da. Cái mụ nội người, ngồi ngón khai thật ra. Ngồi ngón khai thật đi nè, xem ta có đánh chết người không. Ta khai thật cái con bà nhà người. Ây da, ây da. Người không hết nữa đi. Không hết đi. Người vừa rồi không phải là rất oai sao? Con bắt ta ngồi ngón khai thật với người. Đi chết đi. Ồ, con mở nhà người đánh liên này, chơi chiêu này với ta nè. Đánh chết người nè, đánh liên nè. Ây da, ây da. Đánh liên nữa hả? Chơi chiêu này, đánh chết nè, đánh liên nè. Ui cái đồ rách nát này. Chừng cho cái bà nội ngươi hả? Ây da. Mà ra chưa, cái gì cũng không phải. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm đi, tiểu gia chỉ cướp tiền, ta chỉ không cướp xác. Để ta xem người có bao nhiêu tài sản nữa nào. Hả? Nè, có bị làm sao vậy? Nè, có tính lên đi. Người tật phải mà lấy bắt cóc đại tiểu thư nhà ta. Màu vào đại tiểu thư nhà ta ra đi. Cái gì bà cóc? Bà nội đó chứ. Con mắt nào của người nhìn thấy ta bắt cóc tiểu thư nhà người hả? Người có ta bị mù sao? Đúng thế. Chân chứng vật chứng đầy đủ như vậy người cũng muốn chối. Còn mẹ cái người thật sự là bị mù rồi. Lỡ tứ là ân nhân cứu mạng của cô ta. Còn mẹ cái người đừng có mơ vu oan cho người tốt. Còn dám giả biện. Hả? Khổng minh cảnh cứu trọng. Ây da. Cái đám rùa đen khốn kiếp nhà cái người. Ngài đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hay không? Để tiêu thừa rắm cho gì đó của người tính lại. Xem các người phải làm sao. Khổng kiếp rùa đen thúi tà cái đôi mắt màu. Người im miệng. Ai cái đồ thúi tà. Ba bốn mươi mốt. Em miệng. Người còn cầm ràm nữa ta chỉ cắt cái lưỡi của người. Giờ nhi yên tâm đi, thanh vân tiểu thư không sao. Được rồi, mau dìu vân nhi đi trị thương. Thật là cảm ơn trời đất. May mà vân nhi không sao, nếu không ta thật sự. Cảm ơn trời đất cái gì? Hả? Còn bằng cảm ơn ta đi nè. Cô ta là lâu tức cứu đó, có được gì không nhỉ? Đồ ngu.
Mà Sơn thúc thúc à, người này là ai vậy? Trình Hàm Bá Cốc nhị tiểu thư bị ta bắt tại trận, ta đoán chắc là người có thể hiện điện. Hoài người đàn rắm, ngươi mới là người có thể hiện điện, cả nhà ngươi đều là người có thể hiện điện. Lão tử là ân nhân cứu mạng của. Hoài này thì lắm mồm nè, thêm một tấm nữa. Áp tới tên thiên tật này thì hiện điện, nơi xuống trồng coi nghiêm ngặt kìa chưa? Dừng. Mà tôi thúc hòa xem ra thiết điện là đánh chú ý, muốn thông tính thiền tông thế giới chúng ta rồi. Ra tay ngang nhiên như vậy, nhất định là chú dựa không nhỏ. Nếu không phải là tổ nhìn trúng đạo thường, e là rằng thì thiết điện cũng không dám ngông cuồng như vậy. À, nơi này không thở lại nữa, giờ tí đêm này tất cả rút về thiền tông thế giới. Ai nếu ta còn có người lung tung nữa thì ta chính là chó. Chà chà, bây giờ ta hình gì vậy? Sao lại trôi rồi? Nè, có thể có chuyện gì chứ mà kiếp tay của ta lo chuyện báo động nữa mà. Ôi mẹ nó chứ, có người còn bị coi là hung thủ. Ôi ta chết ta rồi. À, người cũng quá xui xẻo rồi đi. Sao mặt đó rốt cuộc là sao đi? Sao cũng có thể cắt đứt liên hệ giữa bản thể và phân thân vậy? Đừng có nhắc nữa, nơi đó không những có thể rút đi tình khí linh lực của ta, vậy mà còn có thể thôn phệ được bản huyết thọ nguyên của ta, ngay cả năng lực ngữ khí phi hành cũng bị áp chế luôn. Rút đi tình khí và linh lực thôn phệ bản huyết thọ nguyên của ngươi, xem ra dự đoán của ta không có sai. Sao mà cô đại sở này quỷ dị giống như là cấm địa hoàng cổ kia, trong này nhất định là có cái loại liên lạc nào đó. Tiểu thư, truyền tống trận lối tới gia tộc đã bị người khác đánh tan rồi. Hồi nữa, quân giá của Thủy Huyết Điện cũng đã phong bế toàn thành. Đến thật nhanh, Thủy Huyết Điện thật sự bị ổi. Bản pháo kịch báo chia ra rời đi. Bà bảo mì mố. Quên mất, mang thế tự đó ta có cho dùng. Mộ nội nói chưa? Cô thật biết ngủ ha, đường đường là tu sĩ vậy mà có thể ngủ đến bây giờ này. Hai là tự bị nhốt tới 3 canh giờ. Ta đi đoạn hậu, tiểu tử, tiểu thư đi mau. Ui, thật là thiên lý sổ xét mà báo ứng đã tới rồi đó. Cho cái người lý ôn báo ân này à. Tiểu thư giết tiểu tư này đi, giữ lại cho hắn một mạng, ta có cho dùng. Đến cổ dưới cổ thành, viện binh của gia tộc cũng sẽ từ đó mà chạy tới. À được, ngon ngon đi. Nếu con ta ném người xuống ngã thành thịt băm bây giờ. Nữ nhân ngu xuẩn mà, nhiều con giá như minh cảnh như vậy mà ngươi lại con bắt lấy đi bắt ta. Ôi, một linh hư cảnh như lão tử, cho dù là người có thị huyết điện anh có tác dụng bao nhiêu chưa? Ôi chẳng trách hiện tông thế gia các người bị người ta bắt nạt, với trí thông minh như thế này không bắt nạt các người thì có mà bị hấp. Không tốt. Phía trước có một đại trận chu sát, mẹ kịp là bị dính xui xéo nữa rồi. Lũ ba là phía trước còn mai phục. Cô nương à, không cảm thấy mẫu thấy đổi phương hướng ư? Tiêu tặc mai giáo, mắc kệ người giới trước trò gì, ta sẽ không mắc bẫy con người. Ôi cùng mụ điên, lão tư không phải là nói đùa với cô. Cô muốn chết thì đừng có kéo theo ta. Ây da, sao lại như vậy? Mà nó chứ, lật thiện ở trong mương rồi. Ngay đó là cái gì nữa, mau cởi trói cho ta. Người thật sự không phải là người có thể hiếp điện sao? Nè, cô có phải bị ngu hay không hả? Nếu ta là người có thể hiếp điện, ta sẽ xúc ruột hỗn hốt nói cho cô ở đây có đại trận tru sát hay sao chứ? Cô ra ngoài có phải là không mang theo não hay không hả? Nên khẩn cấp, ta cởi trói cho người trước. Người ngon ngon, đừng có hành động bừa bãi cho ta, nếu không... Cẩn thận. Ôi mà kim đi chứ, chỉ thiếu có một chút xíu nữa. Sớm đã nghe nói đại tiểu thư tứ yến của thiền tông thế gia xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay được gặp quả nhiên không sai. Lão già, ta thấy người là chán sống rồi.
Tôi thích nhất là ớt cay, vừa cay lại vừa bổ thận. Tìm chết, nhà đầu thật không dữ hả? Ta tới chỉ chỗ người đi, giết hết bọn họ cho ta. Dương. Ừ. Đây là nơi nào? Mình sao lại ở đây? Ý, cô có thể đứng dậy trước được không vậy? À, người sao vậy? Ai, cô này chết ta rồi nè. Con không biết ngượng mà hỏi à, con ngủ dối thật đấy. À, thật sự là xui xẻo hết chết ta rồi. À, xin lỗi, xin lỗi. Là người nhà của ta rất nhầm người tốt, xin công tử đừng trách. Đừng trách à, mà kêu nó, đừng có trách chính là ta chịu đòn oan à. Cùng bà này chứ, lo chuyện báo động xin ra rắc rối, tức chết lão tứ rồi. Cô đừng có đi theo ta. À, công tử à, gặp phải cô thì ta không có chuyện gì tốt cả. Nè, chúng ta coi như là người này chưa từng gặp người kia đi, cáo từ. Ý da. Ừ. Trời trời trời, đúng là vẫn là phải mau chóng đi thôi. Đúng phải cái thứ ngu nhân ngu ngốc này. Cũng không có chuyện gì tốt đẹp cả. Đại tỷ à, tỷ không sao chứ? Ở đây còn một dấu, một tiểu nương tử nữa à. Nhiệm vụ ra tới rồi, có cán thì cũng cán không được. Đi thật, người lấy dám làm bừa, cẩn thận kiếm trong tay của bà cô ta không có mất. Ồ, đừng có nói khoác nữa. Với chút tu vi linh hồn cảnh này còn còn con người, ta muốn làm gì người có thể làm gì cho ta đây chứ. Công tử à, công tử, xin công tử ra tay tương trợ, cả nhà tiểu nữ cảm kích vô cùng. Công tử à, ồ, một phép vật linh hồn cảnh, ngươi có hắn là có tác dụng gì chứ? Còn không bạn hầu hạ cho ca đi. Nè thì khốn, nói ai đi hả? Tên khốn, nói người đó, ngươi dám làm gì? Ồ, thì ra người là tên khốn mà. Ờ, tên là Hân Hạnh, Hân Hạnh. Úi, hả? Thật là, ngươi gì cũng có, còn có người tên là tên khốn nữa. Hả? Thì từ tối, nhầm trời chiêu với già già của người xem trưởng. Á, con đã giúp cô cũng được 100 vạn một lần, không được xù nợ. Ớ, nói chuyện đi, rốt cuộc là có được hay không? Không được thì ta đi á. Có phải là ơi đắt không? Người này cũng không đáng 100 vạn. Ừ, nhà đầu chết tiệt. Thế tử giết người trước rồi giết thì tử đó sầu. Dạ, cứu mạng, 100 vạn thì 100 vạn. Được. Người đi xuống. Ấy da, không, không thế nào. Chuyện này có gì mà không thể chứ. Người đi lên. Tiểu tật ăn à, một chưởng của ta. Người đi chết đi. Còn lông thiên nụ. Ấy da, đây là vi pháp linh hồn công kích sao? Dạ. Ừ. Lý thượng đang làm cái trò quỷ gì vậy? Lâu như vậy mà rồi mà vẫn chưa xử lý được một nha đầu à? Thật là càng ngây thì càng vô tích sự. Ừ. Lại nào. Người cũng đi, đi lên, đi xuống. Mò đây chứ, coi như trút được cơn giận rồi. Ba bốn mười hai. Đáng chết, trong tình báo lại không có tiểu tử này, hắn chui ra từ đâu vậy? Tiểu tử, thấy điện cũng giúp cho quà, tìm chết. Ồ, thấy điện, tính lấy cái cộng lông gì? Hàng Long hả? Đi mở kiếp được cái chảy. Coi như các người về nhanh. Tỷ à, trước đó là hắn đã cứu ta. À, rất xin lỗi công tử ta. Đừng có xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng gì chứ? Còn đầu tiên làm cái mã gì? Mượn nó nhảm đi, nói lời thực tế đi. À, đó là đương nhiên. Xin đạo hữu hãy đến Huyền Trấn Sơn Huyết Tiên Tông ta, nhất định sau ta. Huyền Trấn Sơn Khuyết à, ở đó có truyền tống trận còn lớn không?
Đương nhiên là có. Được được. Vậy thì chúng ta đi thôi, cô dẫn đường. Được. Tiểu tử này nhìn cái gì thì người này mấy ngày này cứ quậy tưng bừng ở bát chấn nghiền ngược, 80% chính là hắn rồi. Mặt nạ vì mình, trên trán lại có chữ thù, hơn nữa lại là không minh cảnh, chiến lực thì cũng không phải là mạnh bình thường. Thì ra hắn là Tần Vũ. Tớ yên mùi mùi à, mùi có bị thương ở đâu không? Lãnh sự huynh đã tạ đã quan tâm, y nhi không sao. Vậy thì tốt rồi. Vị này là ta, hắn tên là Tần Vũ. Người chính là Tần Vũ sao? Chính là Tần Vũ trong Thánh Vân Bản sao? Tại hạ Lân Hạo, hân hạnh rồi. Lân Hạo à, cái tên này sao nghe quen quen tai vậy chứ? Đương nhiên là quen tai rồi. Quân ấy đứng ở vị trí nằm 11 trên Thánh Vân Bản. Thứ hạng của hai người chỉ kém nhau có một hạng thôi. Ủa, ta không phải là hạng 99 sao? Đó là trước kia sau cuộc chiến ở Thiền Yên Cổ Thành. Thứ hạng trên thành vân bản của người đã tớp vào top 50 rồi. Ồ, nhưng mà ta không biết. Lần này nhờ Tân công tử, chúng ta mới thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Ồ, Tân sư huynh, thì chúng ta chỉ là kém nhau một hạng, nhưng lại không có duyên gặp mặt. Còn biết sau bữa tiệc này có thể nỡ mặt cỏ sát một chút không? Hả? Đánh nhau sao? Không cần đâu. Ý nhi à, tỷ, chúng ta mau qua đó đi. Dì già rất là sốt ruột rồi. Sư huynh à, làm phiền huynh tiếp đãi Tân công tử. Yên tâm đi, cứ giao cho ta. Cái đeo mặt nạ đó là vậy? Nhìn trông kỳ kỳ ha. Có thể khiến cho lần sư huynh để Tân tiếp đoán, chắc chắn là lấy lịch cũng không nhỏ. Tân huynh à, ngươi có biết Linh Châu là vật gì không? Ồ, y hấp mạnh quá. Đó là bảo vật trấn sơn của Thiền Tông Thế Gia ta, Lớn Nghi Hồ Nguyên Châu. Đó là một món pháp khí thật sự. Ồ, pháp khí sao? Chết chà, vậy mà còn có pháp khí, chẳng trách Thiền Tông không sợ thiết địa. Đại sở thật là ngũ hổ tàng long ha. Tần huynh à, nơi này chính là chỗ quyết đấu tốt nhất hạng niềm mô mốt của thành vân bản. Lớn Hạo xin chỉ giáo. Hả? Ai, ta đã 3 tháng chưa nghỉ ngơi rồi, vừa ra ngoài cứ thích đánh mai à. Nếu người muốn đứng hàng 50 thì ngươi có thể đứng lại được rồi. Có thể để ta ngủ một giấc trước được không vậy? Tên họ Tần kia, ngươi lại dám xem thường ta? Ai, tụi hiếp điện, hiếp người quá đáng à. Nếu không phải ta trúng đạo thường, kẻ nào dám ức hiếp Thiền Tông Thế Gia ta chứ? Hả? Chuyện gì vậy? Lấy nào là thủy điện đến xâm phạm mưa? Mà nó chứ, ta tùy tiện nó một câu thôi, ngươi vậy mà lại ra tay ác như vậy. Là Tần Vũ. Tần Vũ à, là gì? Chính là người đã cứu chúng cháu, mà cháu đã nói với dì già trước đó. Đúng rồi, dì già, hắn là chạy ra từ cấm địa sa mạc. Cấm địa sa mạc? Nếu người còn không dừng tay, ta không có sống được đâu đấy. Vậy ngươi mà lại xem thường ta, hôm nay bộ phải vẫn cao thấp với ngươi. Ai, ngươi bị đi rồi sao? Tỷ tử đeo mặt nạ đó là ai vậy? Có thể dễ dàng tránh được kiếm khí của Lăng Hạo, thân thủ lại rất giỏi. Hơn nữa chỉ có tu vi lên hư cảnh nhất trọng, người này tui ra từ đâu vậy? Bất luận lại, cản lại rồi nói. Khoan đã. Lão tổ, không được nhúng tay, đợi bọn họ đánh xong rồi nói. Không biết hành vi này của lão tổ là có ý gì? Ta đã nói rồi, ngươi còn cố sao chưa? Ai, đừng có chạy. 342 Linh phân bộ nằm dự phòng mô tả nhé.